sữa rồi nhé. Đấy, để con uống sữa nhé. Mẹ con đi vậy nè. Đi học lớp nó xa. Em nghe nè. Ừ, anh thấy em để cái giấy 2 giờ chiều nay đi học lớp massage nè. Đúng rồi, chiều nay 2 giờ em có đăng ký lớp cho anh học massage cho con á. Mà tại sao em lại đăng ký lớp massage này? Nay đi công tác á, mỗi lần anh về thế là ha, con quên anh mất tiêu à. Nên là bây giờ anh muốn nó nhớ anh phải có kỹ năng chứ. À gì đó hả? Anh xuống anh hỏi nghiệp. Dắt nó Hùng Tâm đi không nha. Dạ, vậy ba nhớ cho con uống sữa nha, rồi mới cho nó đi nha. Rồi. Mình đói đó. Ok, dạ. Ok, bye bye em. Dạ, bye bye. Chúng ta phải đi học lớp massage thôi con. Bây giờ ba sẽ pha sữa cho con uống nha. Sao vậy? Wow. Con ngồi ở đây ba khó pha quá. Còn không chịu leo xuống làm ba khó quá nè. Bạp, con không nên lấy cái này. Thiếu một tiếng. Ôi dù. Thêm một chút con. Còn để cho con ăn nha. Thôi buồn ngủ hả? Rồi Đây, mà mở nhạc cho con. Rồi. Ba má ngủ. Rồi. Ba cho ngủ. Rồi, còn ăn nè. Thì con ăn miếng tí bánh nè. Ủa, con không ăn bánh hả? Ê, Hùng Tâm, con đang làm gì đó? Con đang ăn trái cây. Con nói đi. Nè, cho con cái bánh. Nghiệp ơi, chị Phượng có đặt một cái lớp tập massage cho em bé. Mình đi tập về massage cho em bé. Để mai mốt mình đi xa về á, mình massage là nó nhớ mình nè. Thôi cho thằng này nó tập thử đi. Mấy bữa nay nó cứ mè nheo, nó không chịu ngủ rồi, nó không chịu ăn rồi à. Ơ bà. Nè. Ủa, con không ăn bánh hả? Massage cho nó dễ chịu một hôm đi ha. Thì bây giờ mình chuẩn bị thay đồ rồi đi luôn. Con chịu đi không? Chúng ta cùng đi nhau trên đó học massage nha. Hùng Tâm nha. Về massage cho con nha. Chúng ta thay đồ rồi đi. Thay đồ thôi. Đi. Quốc Cơ có rủ luôn Quốc Nghiệp đi học, bởi vì hai anh em lúc nào cũng đi chung và bây giờ có hai đứa bé. Quốc Cơ muốn Quốc Nghiệp cũng như là Quốc Cơ khi mà về đến nhà thì bé rất là vui vẻ và chào đón mình bằng một cái nụ cười rất là sảng khoái, chứ không phải là mỗi lần mà về thì Quốc Cơ ôm bé thì bé là khóc và bé không biết ông này là ai. Chúng ta đi học thôi. Dạ hai cô. Dạ. Bé tên gì anh? Bé tên Vĩ Lâm. Ở nhà thường gọi bé là Bắp. Rồi em mời anh hãy ngồi xuống đây đi thôi nè. Tâm ạ. Lớp massage cho con nha. Anh Cơ ở nhà thường có massage cho trẻ không? Tập thể dục cho nó thì có. Thường cái động tác tập thể dục anh sao vậy? Đây, tập thể dục đi. Dạ, cái hai động tác đó thì nó cũng giống như động tác massage, nó là động tác thư giãn cho trẻ. nhưng mà thấy cha Cơ hay làm hơi mạnh tay một tí. Không sao. Thì cho bác nữa làm nhẹ nhàng hơn nha. Rồi. Dạ. Cái lợi ích của massage thì giúp cho cái tăng tình cảm từ mẹ con nè hoặc là cha con, giúp cho bé nó phát triển về đa giác quan, kích thích như sờ chạm nè và tránh táo bón cho trẻ. Dạ. Cái áo cho trẻ thì trước đi ha. Cái áo hả? Không tâm để mà bác cởi áo ra nè. Không tâm phải ngồi xích ra đây xa ra. Còn ngồi gần là không được rồi. Dùng một lượng dầu massage mình sẽ thoa đều cái tay cho nó mướt. Mình sẽ massage phần vai của trẻ, bả vai của trẻ, mình tạo một trái tim xuống ở đây. Rồi mình đi ngược lại. Tại một động tác mình sẽ dừng lại một tí ạ, nên mình phải massage ngược lại. Mỗi động tác mình làm có 5 đến 6 lần nha. Không đau nè. Mà bấm massage không sướng hả? Con thấy bắp ngoan không? Nè, anh bắp ngoan không nè? Hùng Tâm nè, nè trái banh cho con. Nè, con có thích trái banh này không? Rồi. Tiếp đi. Mình sẽ massage từ trên bả vai xuống dưới mấy xuống cái cánh tay của trẻ luôn ạ. Sao con thích không bắp? Hùng Tâm, con có vẻ không có thích massage mà con thích chơi mấy cái chai hơn nữa không hả? Thấy bắp không? Thích không? Hưởng thụ ghê không? Rồi. Hưởng thụ đã không? Con thích không hả? Con phải tập trung vô massage chứ Hùng Tâm. Mình dùng cái ngón cái này dạ. Mình sẽ massage dọc cái xương sống của trẻ, nhưng mà mình tránh cái xương sống giữa ha dạ. Thích không? Bắp. Wow, bắp quá phê luôn. Phê quá. Chứ mình làm có độ miết một tí chứ không phải làm cho bé nó nhột. Một tay sẽ ta cố định cái bằng thái dương cho trẻ ở đây ạ. Rồi một tay nó sẽ đi từ chán đi ngược qua. Con ngồi đi ha, con ngồi massage đi cho nó dễ ha. Sao chế sao vậy con? Sao vậy? Dạ. Wow. Đến sang ngực cho trẻ ha dạ. Là động tác chữ thập ạ. Tay này chéo xuống, đưa xuống, thì tay kia bắt đầu lên. Phần ngực của trẻ. Rồi. Dạ. Động tác thứ hai là động tác trái tim dạ. Giống như phần bả vai ạ. Sẽ mở xuống, giúp cho hô hấp của trẻ nó tuần hoàn hô hấp. Rồi động tác mặt trời mặt trăng nha, cho bé được dễ tiêu sữa là hạn chế táo bón hay dạ. Cho con dễ tiêu hóa đó, con biết không? Quá. Rồi, em sẽ hướng dẫn về cái massage tay cho trẻ luôn nha dạ. Hai cái cổ tay của trẻ dạ, gặp vô ạ. 1, 2, 3. Dạ. Rồi phần chân cũng vậy ha dạ. mình cũng gấp lại. Dễ thương, wow, dễ thương quá. Nè. Đó. Nè, động tác này là vui nè, động tác này vui nè. Động tác này đã nè. Nó không thích hả? Đây nè nè. Con nhìn anh bắp kìa, con nhìn anh bắp kìa. Sao con khóc hoài vậy? Đó, bắp giỏi quá. Bắp giỏi quá vậy. Đó đó, đang xẹt. Wow. Đang xẹt. Mình massage mặt cho trẻ, giờ tới vô anh mặt giỏi nha. Cái như thế nè. Ôi đừng có cắn mà bá, đừng có cắn chứ. Đừng có cắn. Không cắn. Còn mắt xa mà. Rồi, con chỉ thích đứng như vậy thôi. Rồi, con chỉ thích đứng như vậy thôi. Con chỉ thích đứng như vậy thôi. Con chỉ thích đứng thôi, chứ con không thích mắt xa đúng không? Con thích kiểu này. Đăng ơi. Là thích kiểu này thôi. Rồi xong. Rồi ba tắm khô cho con nè. Tắm khô mà. Ông Tâm không thích cái này đúng không? Đây nè, cho con cái này nè. Con thích cái này nè. Con thích cái này nè. Ngày nào ba cũng massage cho bắp nha. Chịu không? Ngay từ nhỏ là Hùng Tâm đã không thích được massage rồi. Do cái bàn tay của Quốc Nghiệp tập nhiều quá cho nên là nó có những cái chai cái chỗ này. Cho dù có cái dầu massage đi nữa thì nó cũng chắc là phần nào Hùng Tâm không có được thích cho lắm.